Em thân mến, văn hóa truyền thống Việt Nam vô cùng đa dạng và phong phú. Trong đó thì trò chơi dân gian là một sản phẩm được kết tinh từ quá trình lao động sản xuất cũng như là sinh hoạt cộng đồng của ông cha ta từ rất nhiều đời nay. Và đặc biệt là đối với các em nhỏ thì trò chơi dân gian giúp cho các em có một thế giới tuổi thơ thật là phong phú, sinh động với những trò chơi giàu tính giáo dục cao. Và chương trình Tìm về trò chơi dân gian của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang luôn là người bạn đồng hành đối với các em. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Ở bên phía tay phải của chị là đội vịt bầu, còn bên phía tay trái của chị là đội gà mơ. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng làm quen với các bạn ấy nhé. Xin chào các cả các bạn, mình tên là Hạnh Diệp, năm nay mình 8 tuổi, mình đến từ đội vịt bầu. Xin chào các cả các bạn, mình tên là Hồng Chiến, năm nay mình 8 tuổi, mình đến từ đội vịt bầu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Bảo Châu, năm nay mình 8 tuổi, mình đến từ đội vịt bầu. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Gia Linh, năm nay mình 8 tuổi, mình đến từ đội vịt bầu. Đội vịt bầu tiến lên đi! Chào các bạn, mình tên là Yến Nhi, mình đến từ đội gà mơ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Như, năm nay mình 8 tuổi, mình đến từ đội gà mơ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Chổ Tuệ San, năm nay mình 10 tuổi, mình ở đội gà mơ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mao Triệu Vũ, năm nay mình 9 tuổi, mình ở đội gà mơ. Đội gà mơ chiến thắng, Và trò chơi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay có tên là trò úp lá khoai. Trò chơi này thì sẽ giúp các em rèn luyện về trí nhớ và sự khéo léo cũng như là tinh thần đồng đội nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về luật chơi của trò úp lá khoai các em nha. Luật chơi: hai đội đứng xen kẽ và xếp thành hàng ngang, ngửa tay ra. Chủ trò sẽ là người làm cái, lấy tay của mình úp lần lượt từng bàn tay, vừa úp vừa hát. Úp lá khoai 12 trong chóng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn. Có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi chà, úi chà. Hát đến chữ cuối cùng, chủ trò để vào tay của người nào thì người đó bị ra ngoài. Cứ đọc như vậy cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng. Và người cuối cùng là thành viên của đội nào thì đó là đội thắng cuộc. Trò này thì sẽ có một người làm cái. Với các bạn thành viên trong hai đội thì các bạn sẽ giơ tay ra phía trước như thế này. Chị sẽ hát một bài và đồng thời với việc đó là chị sẽ vỗ tay vào từng bàn tay của các bạn lần lượt cho đến câu hát cuối cùng. Tay chị đang ở tay của bạn nào thì bạn đó coi như là đã bị phạt, đã bị loại. Và chúng ta đứng sang một bên trong một khoảng thời gian chơi cho đến người cuối cùng. Ai là người cuối cùng mà còn lại thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Các em rõ chưa nhỉ? Luật chơi thì rất là đơn giản thôi, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải học thuộc được bài đồng dao này, phải nhớ rất là kỹ, rất là tốt. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau học bài đồng dao nha. Úp lá khoai. Úp lá khoai. 12 trong chóng. 12 trong chóng. Đứa mặc áo trắng. Đứa mặc áo trắng. Đứa mặc áo đen. Đứa xách lồng đèn. Đứa xách lồng đèn. Có thằng té xuống giếng. Có thằng té xuống giếng. Có thằng té xuống sình. Có thằng té xuống sình. Úi chà, úi chà. Úi chà, úi chà. Rồi, bây giờ bọn mình đọc lại một lần nữa cho thuộc nhá. Úp lá khoai. Úp lá khoai. 12 trong chóng. 12 trong chóng. Đứa mặc áo trắng. Đứa mặc áo trắng. Đứa mặc áo đen. Đứa mặc áo đen. Đứa xách lồng đèn. Đứa xách lồng đèn. Có thằng té xuống giếng. Có thằng té xuống giếng. Có thằng té xuống sình. Có thằng té xuống sình. Úi chà, úi chà. Rồi, không biết là qua những lần học bài đồng dao thì đã có bạn nào tự tin thuộc chưa nhỉ? Bạn nào thuộc, giơ tay lên. Thế thôi, chúng mình sẽ ôn lại thêm một lần nữa nhá. Chị sẽ không đọc từng câu nữa mà các em sẽ chủ động đọc được không? Nha.
chuẩn bị này, bắt đầu. U là khoai, 12 trong trắng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa sát lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi chà. Rồi, khi mà đọc tập thể thì các em khá là thuộc đúng không nào? Để bây giờ trò chơi của chúng mình diễn ra được suôn sẻ thì chị sẽ kiểm tra hai đội một chút nha. Bây giờ đội Gà Mơ sẽ đọc bài đồng dao nào. 2, 3. Đội Gà Mơ cũng đã thuộc rồi đấy các em ạ. Không biết các bạn vịt bầu của chúng mình thì sao nhỉ? Các em sẽ bắt đầu đọc nhá. 2, 3. Út lá khoai, 12 trong trống, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi cha, úi cha. Hello, các bạn vịt bầu của chúng ta rất là giỏi, các bạn đọc rất là suôn sẻ bài đồng dao trong trò chơi này rồi. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu chơi nha. Nào, hai đội, đội Gà Mơ, em hãy cử cho chị một bạn làm cái nào. Bạn nào? Bạn San nha, xin mời bạn San. Rồi, bây giờ thì các bạn đội vịt bầu hãy dàn hàng ngang ra và đưa tay ra phía trước nào. Bạn San đã nhớ luật chơi chưa nhỉ? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc nhá, cả hai đội sẽ cùng nhau đọc nhá. Chị hỏi này, các bạn đội vịt bầu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Bạn Cái, bạn San đã sẵn sàng chưa? Rồi, như vậy là đội vịt bầu của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Út lá khoai, 12 trong trắng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi chà. Rồi, như vậy là đến bạn này đúng không? Xin mời bạn hãy đã bị bắt sang đội Gà Mơ đúng không? Nào, lượt tiếp theo bắt đầu. Út lá khoai, 12 trong trắng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi cha, úi cha. Rồi, xin mời bạn lại bị bắt sang đội Gà Mơ. Tiếp tục nào. Thời gian sắp hết rồi, cố lên. Lá khoai, 12 trong trắng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có thằng té giếng, có thằng té xuống sình, úi cha, úi cha. Rồi bây giờ thì các thành viên ở các đội có thể xen kẽ vào nhau đi. Các em ơi, để trò chơi này diễn ra thuận lợi thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đồng dao này để chơi trò chơi nhé. Bắt đầu. Úp lá khoai, 12 trong trống, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi cha. Như vậy là tay chị đã đến bạn này đúng không? Xin mời bạn sang bên này. Tiếp tục nhá. Bắt đầu. Úp lá khoai, 12 trong trắng, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi cha, úi cha. Xem nào, bây giờ đội hình của chúng mình còn 2, 4, 6 bạn thôi. Chúng mình lại bắt đầu tiếp tục nha, để xem bạn nào sẽ là bạn bị loại tiếp nào. Úp lá khoai, 12 trong trống, đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi cha, úi cha. Rồi, bạn này là bạn tiếp theo, xin mời bạn. Chị sẽ bắt đầu chơi từ phía bên này nhá.
bắt đầu. Úp lá khoai 12 trong chậu, úa mặc áo trắng, lúa mặc áo đen, lúa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình, úi cha úi cha. Ôi mời bạn. Càng ngày chúng ta càng còn ít người đây này. Nào, bắt đầu. Úi lá khoai 12 trong chậu, lúa mặc áo trắng, lúa mặc áo đen, lúa xách lồng đèn, có thằng té xuống giếng, có thằng té xuống sình. Úi cha úi cha. Nào, càng ngày còn càng ít người thôi. Bắt đầu. Bạn Sang ở chúng ta đã bị loại rồi. Nào, còn hai bạn này, bạn là ở đội vịt bầu đúng không nhỉ? Vâng. Còn bạn là ở đội gà mơ đúng không? Các em ơi, không biết là trong hai bạn này thì bạn nào sẽ là bạn giành chiến thắng đây? Chúng ta hãy cùng đọc bài đồng ra nào. Lá khoai 12 trong chậu, có mặc áo trắng, có mặc áo đen, đứa xách lồng đèn, có bạn ở đội gà mơ, và đương nhiên là thành viên còn lại giành chiến thắng chính là đội vịt bầu. Xin chúc mừng đội vịt bầu. Các em ơi, như vậy là qua trò chơi đầu tiên thì đội giành chiến thắng chính là đội vịt bầu rồi. Chúng mình hãy cùng nhau chúc mừng đội vịt bầu một lần nữa nào. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chơi tiếp trò chơi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Trò chơi này thì có tên là bịt mắt đoán tên. Luật chơi. Các bạn chơi sẽ chia thành hai đội. Khi chơi, một thành viên của đội 1 sẽ bịt mắt và đi sang để bắt thành viên của đội 2. Khi có hiệu lệnh của quản trò, các thành viên của đội 2 sẽ phải đứng yên tại chỗ và không được di chuyển. Người bị bịt mắt của đội 1 sẽ theo hướng dẫn của các thành viên đội mình để di chuyển sao cho bắt được một thành viên của đội 2. Khi bắt được rồi, sẽ phải đoán tên người đó là ai dựa vào mặt, tóc. Lúc này không được nghe nhắc. Nếu đoán đúng thì được bắt về, nếu đoán sai thì nhường cho thành viên tiếp theo của đội mình tiếp tục. Đội nào có thể bắt được nhiều người của đội kia về đó là đội thắng cuộc. Mỗi đội sẽ cử ra một bạn, bạn đó sẽ bị bịt mắt vào. Còn các thành viên của đội còn lại thì sẽ đứng ở phía bên đối diện. Và khi mà có hiệu lệnh của quản trò thì các bạn ở đội đó sẽ phải đứng yên, không được di chuyển nữa. Còn bạn mà đang bị bịt mắt sẽ theo những hướng dẫn của các bạn trong đội của mình đi đến phía trước và bắt một bạn nào đó. Tuy nhiên thì đến lúc này thì các bạn sẽ không được nhắc là bạn đó tên là gì, mà dựa vào việc là sờ tóc tai hay là bằng cách nào đó thì bạn bị bịt mắt sẽ phải đoán được tên của cái bạn mà mình đang bắt được. Nếu như mà đoán đúng thì sẽ tiếp tục trở về và để cho bạn khác ở đội mình tiếp tục chơi. Còn nếu như mà đoán sai thì cũng phải trở về để tiếp tục cho cái lượt chơi khác. Mỗi đội chơi thì sẽ có thời gian chơi khoảng là 5 phút. Và khi hết thời gian này thì đội nào còn lại được nhiều thành viên hơn thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng. Các em đã nghe rõ luật chơi chưa nhỉ? Rồi. Các em có thắc mắc gì nữa không? Luật chơi này rất là rõ ràng và đơn giản rồi. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ chơi luôn nhá. Các em ơi, bây giờ thì chị đã có trên tay cái dây để bịt mắt các em rồi. Bây giờ đội vịt bầu hãy cử ra một bạn chơi trước nào. À, bạn Gia Linh đúng không? Xin mời bạn Gia Linh ra đây, chị buộc các em nào. Các bạn còn lại cùng đội với Gia Linh thì có thể hướng dẫn cho bạn đi theo hướng nào để đến được đích để bắt được các bạn nhá. Rồi, xin mời Gia Linh đứng ra đây nào. Xin mời bạn, các bạn đội gà mơ đứng ra phía này. Các bạn của đội Gia Linh, đội vịt bầu, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ Gia Linh sẽ đi theo cái sự hướng dẫn của các em đây, cho nên các em hãy hướng dẫn bạn nha. Khi nào mà bắt được một bạn nào đó rồi thì chúng ta tuyệt đối không được nói tên. Chị lưu ý là nếu đội nào mà vi phạm luật chơi mà nói tên ra thì chị coi như là thua luôn, nhớ chưa? Vâng. Nào,
Bắt đầu. Các em hãy nhắc chỉ cho Gia Linh xem đi hướng nào đi. Đi thẳng. Cố lên. Cẩn thận lại nhầm vào cái cây. Rồi, sờ được một bạn rồi, bây giờ Gia Linh xem nào. Để chị kiểm tra xem nào. Không biết là bạn Gia Linh có nhận ra đây là ai không nữa. Cố lên. Hãy thử sờ xem nào. Tệ Như. Có đúng không các em? Đúng rồi. Như vậy là bạn Tệ Như đã bị bắt về đội kia. Xin mời Gia Linh về vị trí để tiếp tục cho bạn khác chơi nha. Nào, bạn nào là bạn chơi tiếp theo nhỉ? Bạn nào? Rồi, bây giờ sẽ là lượt chơi thứ hai của đội vịt bồng. Bây giờ chị sẽ dành thời gian cho các bạn đội gà mơ di chuyển vị trí. Xin mời các em. Nào nào nào, chọn việc vị trí chưa? Dừng lại. Rồi, vị trí đã cố định rồi. Còn bây giờ việc tiếp theo là thành viên của đội vịt bầu có bắt được bạn nào ở đội gà mơ hay không? Xin mời đội vịt bầu hãy chỉ đường cho các bạn đi. Cố lên nào. Không được di chuyển nữa. Đội gà mơ không được di chuyển nữa. Rồi, thế là đã có. Bạn nào? Bạn Nhi. Chị biết vì sao rồi, bởi vì là bạn Nhi đã để sơ hở là có tiếng cười. Đúng rồi, cho nên là bạn ở đội vịt bầu đã dễ dàng nhận ra. Nào, xin mời, tiếp tục, bạn nữa nhá. Các em ơi, các em thấy chưa, đó là một kinh nghiệm khi chơi trò này nhá. Nếu như mà các em cười nói là sẽ là để lại cái sơ hở để cho đội bạn của mình dễ dàng đoán ra đấy. Lần sau nhớ giữ im lặng hơn nhá. Không được di chuyển đâu. Và đặc biệt là các bạn ở đội gà mơ nhá. Nếu như mà các em rời khỏi vị trí thì là chị cũng sẽ tính là bị phạm luật đấy nha. Rồi. Nào các em ơi, tập trung vào đây nào. Đội gà mơ bây giờ chỉ còn có 2 thành viên thôi. Không biết là bạn ở đội vịt bầu lần này có đoán ra được đó là ai không nhỉ? Bắt đầu. Đội gà mơ dừng lại đi. Rồi. Rồi, như vậy là bạn ở đội vịt bầu đã bắt được một thành viên. Nhưng không biết bạn ấy có đoán ra được không nhỉ? Hãy sờ thật là kỹ vào nào. Đây là ai? Bạn San ạ. Chính xác rồi, xin chúc mừng thành viên của đội vịt bầu. Đội vịt bầu còn bạn nào chưa vịt nhỉ? Đây ạ, đây. Vào đây. Bây giờ sẽ là thời gian cho thành viên cuối cùng của đội gà mơ chọn vị trí nhá. Rồi, như vậy là thành viên của đội gà mơ đã chọn được vị trí cho mình rồi. Việc còn lại bây giờ là bạn ở đội vịt bầu này có tìm được hay không. Bây giờ với sự trợ giúp của các thành viên trong đội mình, hãy giúp cho bạn ấy định hình và tìm được đúng đối tượng này nha. Bắt đầu. Thật là khó, không biết là nghe ai đây. Vịt bầu này thì giữa rất là nhiều các lời nhắc của cả đội bạn lẫn đội của mình thì cuối cùng bạn cũng đã tìm được để bắt được bạn Vũ đúng không nào? Rồi, chúc mừng em, hãy về vị trí nào. Các em ơi, lại đây nào. Vũ về đây. Đúng rồi, các em thấy chưa? Như vậy là qua lượt chơi đầu tiên của chúng ta thì các em đã rút ra được kinh nghiệm chưa? Thứ nhất nha, là nếu như những người chơi mà nói hoặc cười thì rất dễ khiến cho các bạn ấy nhận ra mình đúng không nào? Và thứ hai là có một kinh nghiệm để đánh lạc hướng đối thủ của mình, đó chính là nhắc thật là nhiều hướng để cho các bạn ấy không biết đúng không nào? Như vậy là qua lượt chơi này thì là đội vịt bầu đã rất là xuất sắc bắt được tất cả các thành viên của đội gà mơ và đặc biệt là đoán bạn nào cũng đúng luôn, đoán đúng tất cả đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ có thử thách cho đội gà mơ nhá. Không biết là lần này thì đội gà mơ có làm tốt được như vịt bầu không nào? Rồi bây giờ chị mời đội vịt bầu các em hãy đứng ra phía đằng kia để chị tiếp tục với các bạn gà mơ nhá. Ai sẽ là người chơi đầu? Rồi mình sẽ ưu tiên cho bạn Vũ nào. Chị sẽ bịt rất là kín đấy nha, không được tí hí nha, không được chơi ăn gian nha. Đội vịt bầu vừa nãy đã làm rất tốt rồi, bây giờ chị chúc cho đội gà mơ cũng sẽ làm thật là tốt nha.
hãy nghe, hãy lắng nghe sự chỉ dẫn của các bạn đội mình nhá. Rồi, nào mời bạn Vũ đứng ra đây. Nào. Bây giờ sẽ là thời gian cho đội vịt bầu di chuyển vị trí. Xin mời các em hãy tìm một vị trí nào mà em nghĩ rằng là khó nhất. Được chưa nào? Sắp hết thời gian rồi. Rồi, đứng im. Rồi, đây đã là vị trí cố định rồi. Việc còn lại là bạn Vũ ở đội gà mơ này có tìm được các em hay không, có đoán được đúng hay không. Bây giờ là sự trợ giúp của đội gà mơ. Hãy hướng dẫn cho thành viên của đội mình đi. Bên kia là bên nào đây? Thật là khó. Cố lên. À, đây, bây giờ mới là khó đây. Bạn gì nhỉ? Chiến. Đúng không em? Chính xác rồi. Xin mời bạn Chiến. Là bạn nam duy nhất cho nên rất là dễ đoán. Nhưng mà các bạn nữ còn lại mới là khó đây này. Rồi, bây giờ đội vịt bầu các em lại tiếp tục được di chuyển vị trí nhá. Nào, đổi chỗ đi để cho các bạn ấy không nhớ được nữa. Bạn San của đội gà mơ có tìm được hay không? Xin mời đội gà mơ hãy chỉ dẫn đi. Có vẻ rất là khó đây. Rồi, bắt được một bạn rồi. Tuy nhiên làm sao để đoán được đúng tên bạn ấy đây? Bạn San của chúng ta đang sờ tóc này, sờ mặt này. Liệu rằng bạn San của chúng ta có đoán ra không? Bạn gì nhỉ? Diệp. Đúng không? Đúng rồi. Lại là một sự sơ hở rồi. Thế là bạn San, bạn ấy đã nhận ra. Rồi, theo quan sát của chị thì hai vị trí này rất là khó để bắt được đấy nha. Bây giờ thì thành viên của đội gà mơ này sẽ dựa vào chỉ dẫn của đội mình để tìm, để bắt được các bạn ở đội vịt bầu. Các em bắt đầu. Thật là khó. Nhiều chỉ dẫn như thế này thì biết nghe ai đây? Khó thật đấy. Rồi. Ôi, một thành viên đã bị bắt được nhưng vấn đề là có đoán đúng tên hay không? Bạn Châu. Đúng không em? Đúng rồi. Đúng rồi. Tuy là hơi khó khăn nhưng mà cuối cùng thì thành viên của đội gà mơ này cũng đã đoán đúng, đúng không nào? Xin mời em về chỗ. Xin mời bạn Châu. Số mấy đây? Thầy Cường ơi. Số 1. Nào. Rồi, đây đã là thành viên cuối cùng của đội vịt bầu. Không biết là đội gà mơ có đoán được nữa không đây? Bây giờ sẽ là thời gian di chuyển vị trí. Hãy tìm một chỗ thật khó vào nhá. Rồi. Thành viên của đội vịt bầu đã tìm được vị trí cho mình. Còn bây giờ xin mời đội gà mơ bắt đầu. Gia Linh. Có vẻ là thành viên còn lại cuối cùng thì rất là dễ đoán đúng không nào? Rồi, các em hãy trở về vị trí đi nào. Hai đội hãy về vị trí nào. Các em ơi, như vậy là thông qua phần chơi vừa rồi rất là sôi động, rất là vui đúng không nào? Chị biết là các bạn ở cả hai đội đều đã rất là cố gắng. Cho nên là kết quả cuối cùng của chúng ta thì là đội nào cũng đều đã bắt được các thành viên của đội bạn và đoán được tên một cách rất là chính xác. Cho nên ở trò chơi này thì cả hai đội hòa nhau. Cho cả hai đội một tràng pháo tay nào! Các em đã rất là giỏi và rất là cố gắng rồi. Các em thân mến, như vậy là chúng mình đã cùng nhau trải qua hai trò chơi dân gian rất là thú vị, trò úp lá khoai và trò bịt mắt đoán tên. Chị biết là tất cả các thành viên trong cả hai đội đều đã rất cố gắng rồi và sau đây sẽ là phần thưởng dành cho sự cố gắng và nỗ lực của các em. Tặng em. Đây là những
những phần quà rất là nhỏ thôi, nhưng mà chị hy vọng là các em sẽ rất thích nó. Các em thân mến, chương trình Tìm Về Trò Chơi Dân Gian của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang sẽ luôn đồng hành với các em để giúp cho các em giới thiệu cho các em những trò chơi dân gian thật là bổ ích và lý thú. Chị hy vọng rằng là thông qua chương trình này thì các em cùng với tất cả các bạn của mình sẽ có những cơ hội để tìm hiểu về những truyền thống của ông cha ta ngày xưa thông qua những trò chơi thật là vui vẻ, thật là bổ ích. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Chúng mình cùng chào tạm biệt các bạn khán giả xem truyền hình nha. Chào tạm biệt.